tay mình là một trong những dòng sản phẩm đó là nhãn hiệu Zonderseal của Đức. Chai này nó là chai dung dịch làm sạch sâu và cân bằng dầu. Vì sao mình rất là cảm thấy ưng khi mà mình sử dụng cái chai này? Bởi vì da mặt mình vùng chữ T là bị dầu và hai bên là khô, da mình là thiếu ẩm. Nhưng khi mình sử dụng chai dung dịch này thì mình cảm thấy là vùng chữ T của mình không còn bóng dầu nữa, hai bên rất là ẩm mượt. Dùng dung dịch sạch sâu vì là mặt mụn là cái bước làm sạch rất là quan trọng cho da bạn ạ. Dung dịch sạch sâu là bạn ấy làm sạch bôi khắp mặt, dùng bông tẩy trang và dùng bôi khắp mặt. Đây là nước hoa hồng dành cho da khô và da nhạy cảm. Thì khi mà mình rửa mặt xong ấy thì mình bôi cái nước hoa hồng này vào thì mình cảm thấy rất là dễ chịu và mát, mà nó không bị rít hay là căng cứng gì cả.